Anh em có nhu cầu mẫu tool Naruto cực chất thì hãy truy cập Shopee Bi Huỳnh Senpai để ủng hộ cho mình nhé, kèm theo voucher giảm 20k cho bất kỳ mặt hàng nào, link ở ngay dưới phần mô tả. Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh phân tích anime. Ở chapter 1006, Hyogoro đã thể hiện phẩm chất của một chiến binh dũng mãnh, không chùn bước trước quỷ băng mà còn lợi dụng nó chống lại băng bách thú. Ông chiến đấu cho đến khi kiệt sức nhằm diệt trừ hậu họa không để bản thân mất kiểm soát. Lão đã nhờ ông trùm Yakuya vung kiếm tiễn ông về nơi chín suối. Trong khi đó, Marco vẫn thể hiện mình là một nhân chơi hệ mạnh khi một lúc cần cả hai đội trưởng mạnh nhất dưới trướng Kaido. Vậy, ở chapter 1007 lần này, liệu Chopper có kịp thời cứu Hyogoro hay không? Không cần đọc cũng thừa biết là kịp. Hôm nay, mời anh em cùng Bí Tứ Hoàng tìm hiểu và phân tích chapter 1007 với tiêu đề Chopper đánh bại Queen, cha quỷ của Momonosuke được thí nghiệm từ Kaido. Mở đầu là khung cảnh sân khấu vòm sọ, khi các Oniwa Bansu và Mima Warigumi đều bị ông trùm hóa băng quỷ hạ gục. Đến cả tên chỉ huy Hote cùng hai tên máu mặt trong lực lượng Oniwa Bansu cũng sấp mặt trước sức mạnh to lớn này. Tiếp theo, một vẻ mặt bất ngờ từ đám Waiter và Apu khi chứng kiến nguồn sức mạnh khủng khiếp như thế. Theo lời Apu, Hyogoro đã lợi dụng sức mạnh virus quỷ băng, đánh đổi tuổi thọ, lấy lại sức mạnh thời kỳ đỉnh cao. Đến cả X-Ray, sau bao năm nằm vùng, mới hiểu được tại sao thế giới lại e ngại Wano, chính vì có những samurai như thế đấy. Trước sự hành hạ của virus, cuối cùng Hyogoro sức cùng lực kiệt, quỵ gối. Ông chờ đợi nhát chém từ Yatape kết thúc cuộc đời. Trong giây cuối cùng, ông mới thể hiện ý chí không sợ chết, dù cho giọng nói của ông bắt đầu phát ra những tiếng gầm gừ, báo hiệu cho pha biến quỷ. Nhưng vì tình cảm Yatabe dành cho Hyogoro quá lớn, nên đã một phút lưỡng lự không thể ra tay. Không chỉ có mình Yatabe mà những người khác cũng vậy. Tsunagoro phải vung kiếm kết liễu ông trùm Osama. Các samurai và Yakuya đều không kìm nổi nước mắt, bật khóc trong vô vọng. Bên cạnh đó, vẫn còn những chiến binh mạnh mẽ đặt hy vọng vào chủ tịch, với những tiếng kêu gọi của sự bất lực, mong chủ tịch nhanh chóng chế ra giải dược. Nếu không, một khi lửa Marco hết tác dụng, những người bị nhiễm tại đó sẽ biến thành băng quỷ dưới sự hả hê của Queen. Đến cả đám băng bách thú, dù là đồng đội nhưng chúng vẫn kêu gọi nhờ sự giúp đỡ từ Queen trong vô vọng. Thậm chí còn bị hắn quay ngược trở lại chửi cho một trận. Và mục đích thật sự của virus là để dùng cho Blazer, một đám vô dụng không thể xấu sức mạnh từ trái Smile, mà ngược lại còn ăn tác dụng phụ, khiến chúng cười từ sáng đến đêm. Thêm vào đó, lũ Waiter, những kẻ đang chờ tới lượt để ăn trái Smile, nhưng với việc Doflamingo bị bắt thì sẽ chẳng còn trái Smile nào đến tay chúng. Chính vì vậy, Queen bằng bộ não 200 IQ đang nghĩ ra một cách khác là lợi dụng virus băng quỷ, không chỉ gia tăng sức mạnh cho chúng, thêm vào đó còn lan truyền virus của hắn đi khắp nơi. Lúc này, giá trị của đám Creep trong băng bách thú mới dần được hé lộ, thực chất thì chả có giá trị gì trong cái băng ngoài làm vật thí nghiệm cho Queen. Từ đó mới thấy, Queen trước làm danh hài nổi tiếng, sau là một kẻ cực kỳ thâm độc, sẵn sàng hy sinh cả đồng đội để thực hiện âm mưu tàn ác. Hắn còn độc ác đến độ chỉ đưa một nhóm nhỏ kháng thể trước lực lượng khổng lồ dưới sân khấu để chúng tranh nhau mà lấy. Trước lời tuyên bố xanh rờn từ Queen, đám Creep bách thú đứa nào đứa nấy chỉ biết há hốc mồm, kiểu... Nhân cơ hội, đám quỷ băng ngày càng lộng hành và một cuộc hỗn chiến xảy ra. Giờ đây, không còn phe liên minh hay tứ hoàng nữa, theo vào đó mọi người quyết tâm chống lại virus. Một số thành viên bách thú còn khẳng định bản thân sẽ rời khỏi băng khi chứng kiến sự tàn độc từ Queen. Đến cả lực lượng Wano cũng thấy thương hại đám Creep bách thú. Vừa nghe dứt câu, Queen đang chửi giả thuộc hạ của mình, liền quay xe chửi luôn cả đám Samurai, một pha múa võ mồm bình thiên hạ. Tiếp đến, hắn chửi luôn cả đám hải tặc. Vì vốn là một tên hải tặc gió chiều nào theo chiều đó, nên Queen biết rõ từng tên nào tên nấy đều giống như nhau, có cái củ cải mà hải tặc đi cứu đám Samurai Wano chúng mày. Kiểu thế. Trước những lời độc địa như vậy, các samurai vẫn một lòng tin tưởng vào Chopper sẽ chế ra kháng thể và cứu tất cả mọi người. Quay trở lại với khung cảnh Hyogoro chuẩn bị tiến gần hơn với cái chết, ông trùm Yakuya bằng tất cả sự quyết tâm, dường kiếm nhất đao đoạt mạng. Ngay lập tức, Chopper nghe theo tiếng gọi nơi hoàng giả xuất hiện, chặn đứng đường đi của thanh kiếm, đồng thời cho ông trùm uống kháng sinh. Chủ tịch đã hoàn thành đúng vào phút cuối, dựa vào vẻ mặt không chút đơn lẹo, không biến dạng, không đóng băng. Chopper đã trở lại bình thường sau khi thử nghiệm thuốc giải. Dưới sự vui mừng từ các samurai, Hyogoro dần trở về dạng người, cơ thể ông cũng ấm lại từng chút một. Tình hình dịch bệnh ngày càng tăng cao, Chopper nhanh chóng nhờ hai người bạn Miyagi và Chitan bê ra một khẩu pháo siêu to khổng lồ. Chỉ với một nhát bắn, chủ tịch bắn ra một làn sương face giúp nhiều người nhiễm băng quỷ trở lại bình thường. Bởi cậu biết rằng thay vì đi tiêm cho từng người một tốn rất nhiều thời gian,
họ có thể dùng khí để giải độc. Khí này chỉ cần hít vào đã biến một loạt thanh niên trong tình trạng F0 về với F6, F7, có cả FA. Giờ đây, toàn bộ virus đã được hóa giải. Nhận thấy thế bất lợi khi bản thân giá trị 1 tỷ lại thua con trồn 100 berry, Queen khó chịu ra mặt, từ chửi đời chuyển sang trao đổi võ mồm với Chopper. Cãi không lại thì giả thói côn đồ, động tay động chân. Queen há mồm thi triển sư tử hống, phóng ra như viên đạn inox. Thấy vậy, Dan Pleaser lập tức lao ra lấy thần chắn cho chủ tịch. Trước là vì muốn trả ơn Chopper vì cứu sống chúng, sau là muốn dằn mặt Queen khẳng định nghỉ việc tại băng bách thú. Dưới sự cổ vũ của tất cả mọi người, Queen nóng máu, nhưng lại có ngày chiếc khăn gió ấm từ Marco giữ hắn lại. Đồng thời, anh đầu dứa ra hiệu Chopper tấn công. Chớp lấy cơ hội, chủ tịch liền ngâm kẹo Rumble hóa thành khổng lồ. Một khung cảnh bi hài diễn ra ngay trước mắt khi một con khủng long trị giá trên 1 tỷ berry bị một con tuần lộc 100 berry tát cho vêu mồm. Kỳ này, chính quyền mà không tăng lương cho anh thì có chuyện đấy nhá. Từ thao túng mẹ lớn đến tát vỡ mồm Queen, đúng là đáng sợ. Đến cả Marco, Y, Hyogoro cùng các samurai phải che mồm ngạc nhiên vì độ bố đời từ chủ tịch. Trong khi đó, Yamato cùng Shinobu vẫn tiếp tục vác theo Momonosuke chạy trốn. Lúc này, gạt qua mọi sự dâm dê thường ngày, Momonosuke đang cảm thấy xấu hổ sau lớp áo Yamato. Cậu xấu hổ vì bản thân quá yếu ớt, không thể làm nên trò trống gì. Giờ đây, phải núp dưới sự bảo vệ của hai người phụ nữ, trong khi ai cũng đặt quá nhiều kỳ vọng vào cậu. Thế là với mong muốn chứng tỏ bản thân xứng đáng là Shogun của Wano, Mono liền phát huy sức mạnh trá quỷ nhân tạo, hóa thành rồng con từ hai quả đồi Yamato chui ra, trước sự bất ngờ. Thậm chí, con gái Kaido còn nói rằng cậu là một con lươn cùng họ với anh Lươn Thành Độ chứ không phải rồng. Về phần chính quyền, Sibizaro vẫn đang ngồi chơi xơi nước, quan sát từng diễn biến trận chiến. Đồng thời, chúng cũng tiết lộ rằng khi Kaido bị hải quân bắt, Vegapunk đã sử dụng thiết bị di truyền để tìm cách tổng hợp trá quỷ nhân tạo. Kết quả, mọi thứ đã thất bại nên đã bị loại bỏ tại Pearl Hazard. Họ nghi ngờ rằng vụ nổ tại đó đã tiêu hủy toàn bộ. Nhưng một báo cáo từ Zivai cho thấy đã có một cơ sở nghiên cứu gần đây hoạt động trở lại. Theo dự đoán của mình, cơ sở nghiên cứu này không đâu xa lạ, chính là xưởng sản xuất trái Smile của Caesar Clow và trái quỷ của Momonosuke bắt nguồn từ cuộc nghiên cứu cơ thể Kaido mà ra. Trước đây, tôi đã từng đề cập giả thuyết này trong video. Dù chưa được xác nhận hoàn toàn, nhưng ở các chapter sau, bí mật này sẽ sớm được hé lộ về bản chất những trái quỷ nhân tạo, về những cuộc thí nghiệm vô nhân đạo. Ok, tại sao tôi lại nói vô nhân đạo? Bắt nguồn từ việc Vegapunk nghiên cứu chính cơ thể những người dùng trả quỷ để nhân bản một trẻ khác giống như vậy. Còn Kaido, bản chất hắn vốn đã khỏe mạnh, lại còn mang danh bất tử. Dĩ nhiên, các cuộc thí nghiệm đó không đủ để giết hắn. Thế nhưng, đối với những người khác, mình không chắc. Rất có thể, Vegapunk đã thử nghiệm lên hàng chục, thậm chí hàng trăm người mới cho ra trả quỷ của Momonosuke hiện tại. Bằng chứng là một kẻ trong Sibizaro đã nói rằng, tôi chỉ muốn thí nghiệm đó thất bại là một may mắn. Chắc hẳn, ẩn chứa đằng sau câu chuyện cuộc thí nghiệm Kaido là cả một bầu trời bí mật. Theo nhận định của mình, Sibizaro có mặt ở đây không chỉ đơn thuần là bắt tất cả hải tặc, mà còn muốn tìm nhiều trả quỷ khác nhau, tận dụng công nghệ sản xuất hàng loạt trả quỷ. Vegapunk sẽ tạo ra một bản hoàn chỉnh rồi nhân bản nó lên, phục vụ cho chính quyền. Kết thúc cuộc nói chuyện với Sibizaro là khung cảnh kho đồ phía sau sân đài, nơi cửa hồng bào đang trị thương. Có vẻ một người bí mật nào đó đã âm thầm bảo vệ, đồng thời chữa trị cho họ. Ký ức duy nhất còn sót lại thông qua lời kể từ Kawamatsu về một gương mặt quen thuộc. Mình cho rằng Kawamatsu biết đó là ai, nên chính ông mới không tin đó là sự thật. Vì việc chỉ mình ông nhìn thấy, khả năng cao, một là Onimaru, hai chính là công chúa Toki, hoặc ba chính là cái bóng đen xuất hiện trước mặt cửa hồng bao. Cái bóng đen này không ai khác chính là Oden, người tưởng chừng đã chết cách đây 20 năm dưới nát súng từ Kaido. Nhìn vào bộ dạng có thể thấy, sau chừng đó năm, Oden không hề già đi mà vẫn giữ một kiểu mặt, chỉ có thanh kiếm bị đổi khác và bộ đồ cũng dài hơn bình thường. Trước sự bất ngờ, cửa hồng bao như ngã xuống, kèm theo đó là những giọt nước mắt, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Theo nhận định của mình, Oden này khả năng cao là hàng pha ke. Còn pha ke chỗ nào thì hãy vào video trước của bọn tớ để xem lại nhé. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu Chopper đánh bại Queen, trái quỷ Momonosuke được thí nghiệm từ Kaido. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tuân trong tương lai. Tớ là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye!